Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 10, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Dù cửa biển Tư Hiền, xã Vĩnh Hiền, huyện Phú Lộc đã nhiều lần được nạo vét khơi thông nhưng chỉ một thời gian lại bị bồi lắng như cũ, gây khó khăn ra vào cảng cho tàu thuyền. Công ty cổ phần hàng không Tre Việt Bamboo Airways BAV sẽ khai trương đường bay thành phố Hồ Chí Minh, Huế và ngược lại trong tháng 10 năm 2019. Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế IOC đã triển khai nhiều giải pháp góp phần vào đảm bảo an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 8, chiều nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Tham gia thảo luận cùng đoàn đại biểu tỉnh Thừa Thiên Huế có các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh Cao Bằng, Bình Thuận, Lâm Đồng. Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành gồm 3 giai đoạn đầu tư với mục tiêu khi hoàn thành sẽ đạt công suất 100 triệu hành khách mỗi năm và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Giai đoạn 1 đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh và một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ đồng bộ với công suất 25 triệu hành khách mỗi năm, 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm với tiến độ chậm nhất đưa vào khai thác trong năm 2025. Cho ý kiến về dự án này, các đại biểu Quốc hội đều quan tâm đến việc kết nối sau khi hoàn thành giữa cảng hàng không Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất. Đại biểu Phạm Như Hiệp, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng cần quan tâm đến việc kết nối, cần đồng bộ giữa các giai đoạn, tránh chồng chéo và lãng phí nguồn lực trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Ta làm tiếp giai đoạn 2 và hoàn thành sân bay về giai đoạn 3. Thì cái kết nối giao thông như thế nào? Rồi sự liên lạc giữa các cái cổ phần của sân bay ra sao? Tôi nghĩ là khi chúng ta làm giai đoạn 1 thì trong cái đề án chúng ta cũng phải có vẽ và xây dựng cái đề án của cái giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Làm khi nào mà khi xong cái đề án này chúng ta nhìn thấy một cái tổng thể nào nó liên tục với nhau. Tại buổi thảo luận, các đại biểu nhất trí với chủ trương đầu tư dự án hồ chứa nước Capet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ là một trong những công trình quan trọng có tính quyết định đối với việc cung cấp nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp cho địa bàn huyện Hàm Thuận Nam, tạo điều kiện cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội. Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 11 năm 2019 để thông tin chuyên đề xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới và một số nội dung quan trọng khác. Dự và chủ trì tại điểm cầu Trung ương có ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo. Tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Thái Sơn, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 422 điểm cầu trong nước, trong đó có 3 điểm cầu trung ương, 45 điểm cầu cấp tỉnh. Mở đầu hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thông tin chuyên đề xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới. Ở chuyên đề này, đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn làm nổi bật hai nội dung chính là sự cần thiết phải xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và một số lực lượng tiến đến hiện đại để bảo vệ chủ quyền an ninh của đất nước trong bối cảnh những thách thức về an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp và có ảnh hưởng đến nước ta. Kết quả thực hiện nhiệm vụ này và một số vấn đề đặt ra. Tiếp đó, hội nghị nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh về kết quả hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Sáng nay, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố để hướng dẫn về công tác đại hội các chi đảng bộ trực thuộc và thực hiện quy trình về công tác cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau hội nghị, Bí thư Thành ủy Huỳnh Cư đã điểm lại những nét nổi bật trong công cuộc phát triển của đất nước trong 5 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, một số hạn chế tồn tại cũng như nêu bật chủ đề, mục tiêu xuyên suốt trong định hướng phát triển trong thời gian tới của đất nước địa phương để các chi đảng bộ trực thuộc xây dựng báo cáo chính trị, xác định mục tiêu phù hợp. Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các chi đảng bộ cơ sở tiếp tục quán triệt thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về tổ chức đại hội chi đảng bộ các cấp, chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, ra soát, xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ cấp cơ sở, củng cố kiện toàn các tiểu ban đã xây dựng. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng.
Thành ủy Huế cũng đã triển khai kế hoạch cụ thể về tổ chức đại hội cấp cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025, với các nội dung như công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thực hiện, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, cơ cấu số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên, thời gian tiến hành đại hội điểm cũng như đại hội chi đảng bộ, đại hội đảng bộ các cấp. Cần tăng cường theo dõi các hoạt động tàu cá, ngăn chặn khai thác thủy sản bất hợp pháp IUU là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương trong chuyến đi kiểm tra hoạt động theo dõi tàu cá trên biển tại Chi cục Thủy sản tỉnh và một số cảng cá trên địa bàn. Để nắm bắt rõ hơn quá trình hoạt động cũng như việc chấp hành của ngư dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã đi kiểm tra thực tiễn hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh VX1700 tại các tàu cá ở cảng cá Thuận An. Cụ thể, kiểm tra tàu cá của ngư dân Trần Văn Hải có số hiệu tàu cá TH99613 cho thấy hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh VX1700 hoạt động có hiệu quả. Qua đi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao công tác triển khai theo dõi tàu cá của Chi cục Thủy sản tỉnh, nhất là đơn vị đã theo dõi được tàu cá thông qua hệ thống máy VX1700. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu Chi cục Thủy sản tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động khai thác thủy sản, luật thủy sản năm 2017, chống khai thác IUU, tập trung vào quy định về ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác, vùng biển khai thác, vận động chủ tàu lắp đặt, vận hành thiết bị giám sát hành trình tàu cá, cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc để khai thác thủy sản, không xâm phạm lãnh thổ vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ tàu cá ra vào hoạt động trên biển. Đến nay, Chi cục Thủy sản tỉnh đã trang bị 321 máy hệ thống thông tin liên lạc sóng HF tầm xa tích hợp định vị vệ tinh VX1700 cho các tàu cá đánh bắt xa bờ. Thưa quý vị và các bạn, đánh bắt thủy hải sản nhưng tàu không thể cập cảng hoặc khi vào cập bến được rồi lại không thể ra khơi vì cửa biển bị bồi lấp. Đây là câu chuyện diễn ra lâu nay tại cửa biển Vinh Hiền, huyện Phú Lộc. Dù cửa biển này đã nhiều lần được nạo vét khơi thông nhưng chỉ một thời gian lại bị bồi lắng như cũ. Phản ánh của phóng viên thời sự. Phải rất vất vả, chiếc tàu này mới có thể di chuyển ra khỏi cảng cá để ra khơi. Những ngư dân nơi đây cho biết, mặc dù chỉ cách vài trăm mét, nhưng muốn di chuyển từ cảng ra cửa biển cũng phải mất hàng giờ đồng hồ bởi cửa biển bị bồi lấp. Có thời điểm mực nước tại khu vực cửa biển chỉ khoảng 1,5 đến 2 mét. Bồi lấp liên tục đấy chứ mô. Nếu mà một lần đi ra thì bố thì có cái gì đó nghe. Cảng là một đấy. Ấy khi kia là cũng có cái bờ kè đá đôi dưới ấy. Đá nhiều chạy ra với cánh đá với cánh cạc nữa, một bên côn bên đá nữa phải cánh ở giữa nữa, mà đêm hôm ra mới đi mà chơi được lên mày vô mới được lên rồi phân côn rồi phân đá đồ nữa chứ phải cánh đồ dữ dằn lắm, khó lắm chứ không phải dễ mà. Anh em bằng tuổi làm đấy gái to mày lớn như mày chừng gái nhỏ nhỏ của nhà diệt mua nó sắm hai chiếc ba chiếc hết để chuyển chở cho bằng tuổi cái cường càng mà càng này nổi là không đi được luôn. Mùa làm được một mùa hè mà còn chơi nước chơi nó như thế là đầu hoa luôn. Tàu lớn nằm trong khu vực cảng bị mắc cạn không thể vươn khơi được đã đành. Nhưng tàu lớn sau chuyển đánh bắt muốn vào cảng cũng buộc phải neo đầu ngoài khơi rồi thuê các tàu nhỏ vận chuyển cá vào cảng. Một số tàu phải di chuyển đến các cảng cá lân cận để vận chuyển hải sản lên bờ tiêu thụ. Điều này đồng nghĩa hàng trăm hộ dân mua bán hải sản cũng như dịch vụ hậu cần cung cấp đá, xăng dầu tại cảng cá Vinh Hiền đứng trước nguy cơ thất nghiệp. Cái luồng lạch vào cảng là khó khăn nhiều lắm. Nếu các anh trên mà quan tâm được á, phải nào vẹt lên cái cảng này này ra đến ngoài cửa đó. Không thôi một lần mới đánh bắt về á, thì tức là phải đầu ngoài biển. Một lần đầu ngoài biển á, thì tức là phải chuyên cả quá của nhỏ. Mà chuyên qua nhau nhiều lần quá thì có cả nó mất chất. Nên thu nhập bà con cũng bị không ổn định. Cửa biển bồi lấp không chỉ ảnh hưởng đến việc đánh bắt của ngư dân xã Vinh Hiền mà còn ảnh hưởng đến ngư dân của các vùng lân cận như Lộc Bình, Lộc Trì với hàng trăm tàu thuyền. Trước đây, năm 2013, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tiến hành dự án nạo vét khơi thông luồng lạch khu vực này. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, cửa biển lại bị bồi lấp như cũ. Các cơ quan chức năng cần phải sớm nghiên cứu tìm ra nguyên nhân bồi lấp, đồng thời có giải pháp hợp lý để nạo vét, chỉnh trị luồng lạch, đảm bảo tàu thuyền ra vào an toàn. Chuyển sang những tin tức khác, nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh,
Sau quá trình nghiên cứu, đánh giá và chuẩn bị nguồn lực, công ty cổ phần hàng không Tre Việt Bamboo Airways BAV sẽ khai trương đường bay thành phố Hồ Chí Minh Huế và ngược lại trong tháng 10 này. Nằm trong kế hoạch phát triển chung nhằm kết nối các tỉnh miền Trung và các thành phố lớn trên cả nước, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cũng như tạo thêm động lực phát triển cho khu vực này, tháng 10 năm 2019, Bamboo Airways đẩy mạnh đường bay kết nối hai thành phố trọng điểm của miền Trung và miền Nam là Huế và thành phố Hồ Chí Minh với tần suất một chuyến khứ hồi mỗi ngày. Song song với việc khai thác đường bay mới đến Huế, hãng đồng thời triển khai chiến dịch bay xanh Fly Green trên mọi chuyến tới Huế, cũng như trên toàn mạng bay của hãng. Trong đó, việc khai thác những chuyến bay xanh sẽ giúp giảm tải đến mức tối đa các sản phẩm nhựa dùng một lần trên các chuyến bay của Bamboo Airways, góp phần mang đến môi trường sống xanh, sạch hơn. Với kế hoạch mở rộng hoạt động tại Huế, Bamboo Airways kỳ vọng sẽ mang lại nhiều lựa chọn di chuyển cho khách hàng, từ đó đóng góp vào công cuộc khai thác tối đa tiềm năng du lịch Huế, thúc đẩy gia tăng liên kết vùng, từ đó sớm đưa du lịch trở thành ngành mũi nhọn của Thừa Thiên Huế nói riêng và của Việt Nam nói chung. Thưa quý vị và các bạn, an ninh mạng tại Việt Nam đang ở trong tình trạng báo động với hàng loạt vụ tấn công có chủ đích vào nhiều hệ thống trọng yếu của chính quyền, doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân. Để đảm bảo an toàn, hoạt động thông suốt cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh luôn là vấn đề được quan tâm. Tại Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế, IOC đã triển khai nhiều giải pháp góp phần vào đảm bảo an toàn an ninh mạng, an ninh thông tin trên địa bàn. Dựa trên việc tham khảo các mô hình an toàn thông tin trên thế giới như Open Security Architect, chiến lược đảm bảo an toàn thông tin của MS, chiến lược an toàn thông tin của IBM, kết hợp với kinh nghiệm thực tế tại Việt Nam, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế đã xây dựng giải pháp an toàn thông tin riêng, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với xu hướng phát triển giải pháp công nghệ trên thế giới, đảm bảo an toàn thông tin đáp ứng cấp độ 3. Hiện nay ở tỉnh Thừa Thiên Huế thì đã triển khai các giải pháp như là xây dựng triển khai một cái hệ thống mạng riêng trong các cơ quan nhà nước độc lập về cái mạng Internet, xây dựng các cái giải pháp để giám sát, theo dõi tình hình virus cũng như là các cái mã độc ở trên cái hệ thống mạng cũng như trong cái hệ thống máy tính của các cán bộ công chức viên chức, những cái giải pháp về tổ chức tuyên truyền cũng thường xuyên. Cụ thể, Trung tâm IOC đã xây dựng hoàn chỉnh các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm bảo vệ thiết bị người dùng cuối, hệ thống máy chủ, mạng, ứng dụng và dịch vụ, với các hoạt động bảo vệ, giám sát và phản ứng, quản lý xử lý sự cố, quản lý nhân lực an toàn thông tin, đủ sức đảm bảo an toàn hoạt động thông suốt cho toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin của tỉnh, như hệ thống mạng LAN, trung tâm dữ liệu, máy chủ, hệ thống email, các ứng dụng dùng chung. Các điều kiện về cơ sở hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và quy trình phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đảm bảo xử lý tập trung, liên tục, hiệu quả cũng được thiết lập. Khi phát hiện có sự cố an toàn thông tin xảy ra, thì hệ thống cảnh báo sẽ hiển thị lên trên cái hệ thống giám sát. Trong phạm vi khả năng mà mình xử lý được thì cán bộ trung tâm sẽ tự động xử lý. Còn nếu vượt ra khỏi khả năng của cả một trung tâm thì sẽ phối hợp với các đơn vị như trung tâm VNSearch của Bộ Thông tin, Cục An toàn Thông tin, Công ty An ninh mạng Việt Nam để xử lý các sự cố đó. Hiện tại thì chúng tôi đã cung cấp một số giải pháp về an toàn thông tin cho hệ thống tại Trung tâm Điều hành Đô thị Thông minh. Một số giải pháp bao gồm như là giải pháp bảo vệ máy chủ, giải pháp bảo vệ website, một số giải pháp về chống tấn công chủ đích từ môi trường mạng vào hệ thống của trung tâm. Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh đã phát hiện và ngăn chặn trên 385.000 lượt tấn công mạng trên hệ thống thông tin diện rộng của tỉnh Thừa Thiên Huế, ngăn chặn xử lý thành công trên 606.000 virus được phát tán, đảm bảo giám sát, phát hiện, xử lý sự cố, lỗ hổng an toàn thông tin, phát hiện sớm, ngăn chặn các cuộc tấn công trước khi xảy ra thất thoát dữ liệu, thiệt hại thực sự đến dữ liệu thông tin của tỉnh. Qua đó đảm bảo an toàn an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của chính quyền và doanh nghiệp. Phía bên chỗ an ninh mạng quốc gia của Việt Nam đang phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế để giám sát cái vòng ngoài các cái cuộc tấn công và từ đó sẽ phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông để triển khai cái quy trình nhằm ngăn chặn và xử lý cũng như là triển khai các cái giải pháp để tránh từ nguy hại cho cái hệ thống của tỉnh. Qua quá trình nghiên cứu và hợp tác với Viettel thì hiện nay thì trung tâm điều hành đô thị thông minh của Huế đã hình thành, đã vận hành tương đối đồng bộ, đáp ứng được cái trước mắt cái nhu cầu quản lý điều hành của chính quyền và cấp, đáp ứng được những cái dịch vụ mà cung ứng cho người dân, đặc biệt là nâng cao tính tương tác giữa người dân doanh nghiệp và chính quyền, một trong những vấn đề cốt lõi của đô thị thông minh.
Tập trung vào công nghệ và xây dựng các giải pháp chiến lược bảo vệ an toàn thông tin là một trong những dịch vụ quan trọng mà Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tập trung triển khai trong thời gian tới. Đây là nền tảng hướng đến xây dựng thành công chính quyền điện tử và xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành đô thị thông minh của Việt Nam. Phần cuối chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Điền tổ chức hội nghị triển khai sản xuất vụ đông xuân năm 2019-2020. Trong vụ mùa này, Quảng Điền thực hiện đẩy mạnh sản xuất gắn với liên kết trong sản xuất, tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, chuyển đổi đất trồng lúa năng suất thấp sang các loại cây cho hiệu quả kinh tế cao. Trong vụ sản xuất vụ đông năm 2018-2019, toàn huyện gieo trồng được 10.327,7 ha, đạt 99,8% kế hoạch. Nhiều mô hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều địa phương đã hình thành được vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại Quảng Thành, Quảng Thọ, Quảng Vinh. Qua đánh giá, sản xuất vụ đông 2018-2019 được mùa năng suất lúa đạt 63,7 tạ một hecta. Tuy nhiên, trong sản xuất vụ đông vừa qua vẫn còn một số hạn chế, đó là tỷ lệ sử dụng giống lúa xác nhận đưa vào gieo cấy ở một số hợp tác xã như Bắc Vinh, Đông Vinh, Lãnh Thủy, Phú Thuận đạt thấp. Việc tiêu thụ các loại nông sản như mía Cẩm Tân ở Quảng Phú, nghệ ở Quảng Thái, rau ở Quảng Thành, Quảng Thọ, thị trấn Sìa gặp nhiều khó khăn do giá cả bấp bênh, thị trường thiếu ổn định. Tình trạng dịch tả lợn châu Phi đã gây thiệt hại lớn đến ngành chăn nuôi trên địa bàn. Năm 2020, toàn huyện phấn đấu gieo trồng cả năm đạt trên 10.000 ha, trong đó diện tích lúa trên 8.000 ha, diện tích gieo trồng cây công nghiệp ngắn ngày, cây thực phẩm, hoa các loại 1.750 ha, sản lượng lương thực cây cỏ hạt 50.000 tấn. Huyện sẽ tiếp tục chuyển đổi những diện tích đất trồng lúa năng suất hiệu quả thấp sang các loại cây trồng khác và kết hợp nuôi trồng thủy sản, trồng sen để có hiệu quả kinh tế cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, khởi nguồn là một làng nghề sản xuất nhỏ lẻ, hợp tác xã Mê Trai Đang Bao La, xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền đã có bước phát triển mạnh khi tạo ra những sản phẩm thủ công mỹ nghệ không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn vươn ra thị trường thế giới qua xuất khẩu. Năm 2019, lần đầu tiên doanh thu của hợp tác xã này vượt con số hơn 5 tỷ đồng và đến nay có hơn 500 mẫu sản phẩm phục vụ thị trường, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau hơn 10 năm hoạt động, nhiều xã viên hợp tác xã Mê Trai Đang Bao La, trong đó có các nghệ nhân bám trụ với nghề Mê Trai Đang, đã không ngừng sáng tạo để có thêm mẫu mã mới đáp ứng yêu cầu thị trường. Sự sáng tạo tâm huyết với nghề của những nghệ nhân và lao động nơi đây đã được đền đáp xứng đáng khi doanh thu hợp tác xã tăng theo thời gian, kéo theo thu nhập của người lao động tăng. Do đó, những nghệ nhân và người lao động tại hợp tác xã ngoài miệt mài với công việc sản xuất, còn dành thời gian tra cứu các mẫu sản phẩm trên mạng Internet. Từ các mẫu sản phẩm bằng gỗ, đá, sau khi được tra cứu, những người thợ của hợp tác xã Mê Trai Đang Bao La đã học tập cải tiến, sau đó làm bằng tre để hình thành một bộ sưu tập phục vụ cho nhà trưng bày, chuẩn bị đưa vào hoạt động cuối năm nay. Sau khi mà được quan tâm của các cấp trên xây dựng nhà trưng bày, thì hợp tác xã là có như có một cái kế hoạch phải làm kết nối tuyến tour du lịch để phục vụ cho khách để tham quan. Và trong cái kế hoạch đó thì chúng tôi cũng là muốn tạo lên những cái sản phẩm mới phù hợp với cái thị hiếu của khách du lịch, đồng thời góp cái phần là tăng cái thu nhập ngày càng một khá hơn cho hợp tác xã. Việc sáng tạo cải tiến mẫu sản phẩm mới là yêu cầu tất yếu trong quá trình đổi mới phát triển sản xuất kinh doanh. Lợi thế lớn của hợp tác xã là ngoài hai nghệ nhân còn có nhiều thợ xuất thân từ gia đình có truyền thống nghề Mê Trai Đang. Ngoài ra, hợp tác xã được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh hỗ trợ mua sắm máy điêu khắc các họa tiết trên các sản phẩm là điều kiện thuận lợi và khẳng định được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm đến với du khách. Từ khi có máy này, hợp tác xã cho biết bình quân mỗi năm hợp tác xã thiết kế ra thêm khoảng 40 mẫu sản phẩm mới. Theo đó, đến nay hợp tác xã đã có trên 500 mẫu sản phẩm khác nhau. Được cái máy này thì hợp tác xã đã tạo nhiều cái mẫu mới và phù hợp với thị trường và cũng có thêm cái doanh thu nhiều về thế này về và thì thấy khách hàng cũng ưa chuộng vì từ sản phẩm của mình trước đây mà chưa có khác thì nó khác hẳn. Để bây giờ là có thêm khác của các cái cảnh của danh lam thắng cảnh ở Huế thì khách hàng thích hơn nhiều và cũng bán rất chạy, nên là hợp tác xã sẽ cố gắng hơn nữa tạo dựng nhiều cái mẫu mới sau này là phục vụ cho khách du lịch.
Cuối năm nay, hợp tác xã sẽ đưa nhà trưng bày đi vào hoạt động, phục vụ du khách tham quan mua sắm. Do đó, bên cạnh việc huy động các nghệ nhân thợ có tay nghề cao, thiết kế các mẫu mới, tập trung sản xuất các sản phẩm đảm bảo chất lượng, độ tinh xảo cao, hợp tác xã còn đẩy mạnh thực hiện đào tạo cho đội ngũ lao động trẻ. Hợp tác xã cho biết, với sản lượng tiêu thụ tăng, năm nay doanh thu của hợp tác xã sẽ đạt con số hơn 5 tỷ đồng. Hợp tác xã không ngừng sáng tạo sản phẩm mới để đáp ứng nhu cầu cao của du khách trong nước và xuất khẩu để tăng nguồn thu cho đơn vị. Tin thể thao, sáng nay giải cầu lông cán bộ công nhân viên chức lao động năm 2019 của Phú Vang đã được Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức với sự tham gia cổ vũ sôi nổi của các cổ động viên. Giải cầu lông cán bộ công nhân viên chức lao động huyện Phú Vang quy tụ hơn 160 vận động viên đến từ 40 đơn vị là các cơ quan, ban ngành, xã, thị trấn và các trường học trên địa bàn. Các vận động viên thi đấu với 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải cầu lông cán bộ công nhân viên chức lao động được huyện Phú Vang tổ chức hàng năm nhằm thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và số lượng người tham gia, đồng thời rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tạo không khí vui tươi phấn khởi, khơi dậy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời khuyến khích động viên đội ngũ công nhân viên chức lao động cùng nhau đoàn kết, hăng hải thi đua lao động, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.